Hàng chục cây gỗ bạch tùng hàng trăm năm tuổi với đường kính nhiều người ôm đã bị lâm tặc cưa hạ trái phép, trong đó nhiều phách gỗ đã được đưa ra khỏi rừng. Vụ phá rừng này xảy ra tại khu rừng Nguyên Sinh, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, hàng loạt cây bạch tùng cổ thụ đã bị lâm tặc cưa hạ lấy gỗ ngay tại hiện trường. Những cây bạch tùng này có đường kính gốc từ 60 cho đến 100 cm, cao hơn 10 m. Qua thống kê ban đầu đã có 11 cây gỗ bị cưa hạ với tổng khối lượng là 20 mét khối. Lực lượng chức năng bước đầu xác định nhóm 6 đối tượng tình nghi khai thác rừng trái pháp luật tại khu vực trên, đồng thời phát hiện tại nhà ông Nguyễn Văn Tuyến, tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng, ngụ tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, có hơn 1,5 mét khối gỗ bạch tùng cùng chủng loại. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.